Một quan chức cấp cao của Israel nói với tờ The Telegraph rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã rời Israel đến New York để lừa thủ lĩnh Hezbollah nghĩ rằng ông ta vẫn an toàn. Bài phát biểu của ông Netanyahu tại Liên Hợp Quốc là một phần của kế hoạch đánh lạc hướng nhằm khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah tin rằng Israel sẽ không có hành động quyết liệt khi thủ tướng rời khỏi đất nước. Israel đã tấn công Beirut bằng một cuộc không kích lớn vào ngày 27 tháng 9, khiến thủ đô Lebanon rung chuyển. Ông Nasrallah được cho là đã theo dõi bài phát biểu của ông Netanyahu và sau đó bị máy bay không quân Israel tấn công, vị quan chức này cho biết. Netanyahu đã chấp thuận cuộc tấn công trước khi có bài phát biểu tại Liên hợp quốc, vị quan chức này nói thêm. Ông tiếp tục nói rằng theo đánh giá của Israel, ông Nasrallah có mặt tại tòa nhà vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, tuy nhiên có nhiều báo cáo trái ngược nhau về số phận của ông. Iran đã nói rằng thủ lĩnh Hezbollah vẫn khỏe mạnh. Vụ tấn công xảy ra vài phút sau khi ông Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động chống lại Ebola trong bài phát biểu tại phòng họp của Liên Hợp Quốc. Ông nói với giọng thách thức khi nói với các đại biểu rằng Israel sẽ tiếp tục làm suy yếu Ebola cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của chúng tôi. Thủ tướng Israel ít đề cập đến kế hoạch hòa bình do Mỹ dẫn đầu nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn trong vòng 21 ngày nữa giữa IDF và Hezbollah. Ông nói với Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ không chấp nhận một đội quân khủng bố đồn trú ở biên giới phía Bắc của chúng tôi có khả năng gây ra một vụ thảm sát theo kiểu ngày 7 tháng 10 nữa. Vào đêm ngày 27 tháng 9, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Liên minh châu Âu than thở rằng không có cường quốc thế giới nào, kể cả Mỹ, có thể ngăn cản ông Netanyahu. Jobs Borel nói với các phóng viên rằng Thủ tướng Israel có vẻ quyết tâm tiêu diệt các chiến binh ở Gaza và Lebanon bất kể có sự chấp thuận của phương Tây hay không. Ông Bodel cho biết, những gì chúng tôi làm là gây mọi sức ép ngoại giao để ngừng bắn, nhưng có vẻ như không ai có thể ngăn cản ông Netanyahu ở cả Gaza lẫn bờ Tây. Vào đêm ngày 27 tháng 9, Israel đã tiến hành một làn sóng không kích mới vào Beirut nhắm vào 6 vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Lebanon mà họ cho là được Hezbollah sử dụng để cất giữ vũ khí. sau khi Hezbollah xác nhận thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban, câu hỏi được đặt ra là lực lượng này có thể làm gì tiếp theo? 72 giờ tới có thể sẽ là khoảng thời gian các chỉ huy còn lại của Ebola đánh giá xem những ai còn sống trong hàng ngũ lãnh đạo, mức độ an toàn khi họ liên lạc và gặp gỡ, cũng như khả năng chống chịu trước những cú phản đòn nếu họ đáp trả Israel. Hiện chưa rõ kho tên lửa của Hezbollah đã bị tàn phá như thế nào sau làn sóng không kích của Israel trong hai tuần qua. Israel dường như có thông tin rất chính xác về nơi ở của các thủ lĩnh Hezbollah theo thời gian thực, cũng như biết rất rõ nơi nhóm vũ trang này cất giữ đạn dược cho đến nay vẫn chưa thấy loạt tên lửa nào của hezbollah có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu của israel khả năng này vẫn có thể xảy ra nếu các thủ lĩnh còn lại của hezbollah quyết định rằng họ phải thể hiện sức mạnh quân sự để cố gắng cứu vãn tinh thần và vị thế trong khu vực tuy nhiên nếu hezbollah cố gắng thể hiện sức mạnh và gặp thất bại do đòn đáp trả của israel điều đó sẽ càng khiến họ bị suy yếu một ẩn số có thể tác động tới tình hình chiến sự ở trào lửa Trung Đông ở thời điểm hiện tại là khả năng Iran sẽ can dự đến mức nào vào cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Iran đã cho thấy ngưỡng chịu đựng rất cao trong những tháng qua trước các động thái của Israel và Tehran có tầm nhìn xa hơn. Phương Tây và Israel sẽ phải lưu ý đến sự thay đổi rõ ràng về tốc độ làm giàu uranium của Iran nhưng những bước tiếp theo của israel mới là điều quan trọng nhất quyết định cục diện trung đông israel đã chứng minh rằng họ có lợi thế về tình báo sức mạnh quân sự và khả năng chống chịu trước sự lên án của cộng đồng quốc tế đối với số dân thường thương vong trong các cuộc tấn công của israel nhưng điều này có nguy cơ khiến hai tuần vừa qua khi israel tiến hành các cuộc tấn công khốc liệt trở thành một mất mát dài hạn khác đối với uy tín của israel Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải đưa ra một lựa chọn mang tính quyết định liệu hai tuần qua có cứu vãn được danh tiếng và giúp ông có vị thế tốt hơn trong nước hay phải tính toán lại rằng một cuộc chiến đang diễn ra mà không có định hướng chiến lược rõ ràng là cách tốt nhất để tiến về phía trước. Sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị hạ sát trong một cuộc ném bom vào Liban, Israel tuyên bố gần như là tất cả lãnh đạo quân sự của Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây. Bộ Ngoại giao Israel đã công bố sơ đồ các quan chức chỉ huy quân sự của Hezbollah. Tất cả 18 thành viên cấp cao, bao gồm ông Nasrallah và những người đứng đầu một số đơn vị, được cho là đã bị loại bỏ. Một số chuyên gia cảnh báo, Hezbollah có nguy cơ rơi vào tình trạng rắn mất đầu sau hàng loạt vụ hạ sát thủ lĩnh cấp cao. Tuy nhiên, lực lượng do Tehran hậu thuẫn vẫn sở hữu sức mạnh quân sự đáng kể. Hezbollah có thể bị tác động về ngắn hạn sau các cuộc tấn công của Israel – nhưng các nhà phân tích cho biết nhóm này khó có thể bị ảnh hưởng nặng nề trong dài hạn vì một thủ lĩnh có thể được thay thế bằng một thủ lĩnh khác và Hezbollah vẫn duy trì được kho vũ khí và sức mạnh quân sự khổng lồ của mình. Giáo sư Mohammad Matandi tại Đại học Tehran cho biết thủ đô Beirut của Liban được coi là điểm yếu nhất của Hebola vì đây cũng là nơi có các đại sứ quán phương Tây và những người có liên hệ với các cơ quan tình báo phương Tây. Tuy nhiên, nhìn chung, Israel không có khả năng đánh bại Hezbollah về mặt quân sự, Marandi nói với Al Jazeera. Các nhà phân tích cho biết, Hezbollah hiện phải đối mặt với những lựa chọn chiến lược trong bối cảnh tạm thời mất đi thủ lĩnh để tránh phải chịu đòn giáng mạnh đối với sự tồn tại của mình. Yezid Said, chuyên gia cấp cao tại chương trình Trung Đông Kennedy cho biết, Hezbollah sẽ không biến mất. Ông nói thêm rằng Hezbollah sẽ kiên nhẫn chiến lược ngay cả khi Iran không vào cuộc để bảo vệ họ ngay bây giờ. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng Hezbollah đã phạm phải những sai lầm khác, khiến họ suy yếu so với Israel. Sultan Barakat, giáo sư cấp cao về chính sách công tại Đại học Hamad bin Khalifa cho rằng sai lầm lớn mà Hezbollah đã mắc phải là cho phép Iran sử dụng họ quá nhiều như một lực lượng ủy nhiệm. Hezbollah đã rất hiệu quả khi họ chiến đấu để kiểm soát lãnh thổ Liban vì chính người dân của họ. Tuy nhiên, theo ông Barakat, trong năm qua, Iran đã trao cho Hezbollah rất ít quyền tự quyết về cách sử dụng vũ khí mà họ được truyền giao, trong khi nhóm này đã tính toán sai mức độ tấn công mà Israel sẵn sàng tung ra, không chỉ đối với người dân ở giải Gaza mà còn đối với cả người dân Liban. Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 27 tháng 9, trước các cuộc không kích mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi một thông điệp khi ông phát biểu rằng chúng tôi đang chiến thắng. Israel tuyên bố cuộc tấn công mạnh mẽ vào Hezbollah là một chiến thắng lớn. Các chuyên gia phần lớn nhận định rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công. Alirik, một nhà phân tích chính sách và an ninh cho biết Israel cho rằng họ có động lực về phía mình sau cái chết của thủ lĩnh Nasrallah và muốn tận dụng tối đa khoảng trống lãnh đạo của Hezbollah. Theo nhà phân tích Mohammad El Masri tại Viện Nghiên cứu Doha, thành công được cho là của Israel sau cuộc tấn công vào Hezbollah cũng có thể tác động đến dư luận trong nước theo hướng có lợi cho Thủ tướng Netanyahu. Chuyên gia El Masri nói những người Israel vốn không ủng hộ ông Netanyahu đã chỉ trích những thất bại của ông ở Gaza khi không thể tiêu diệt Hamas và không thể đưa con tin về nhà, nhưng họ không phải là đám đông phản chiến. Theo Eliza Magnier, nhà phân tích quân sự tại Brussels, chiến dịch tấn công liên tục của Israel cũng sẽ đòi hỏi Mỹ phải tiếp tục cung cấp đạn dược. Trong tuyên bố đầu tiên sau vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington ủng hộ các cuộc tấn công quân sự của Israel chống lại Hezbollah và mô tả vụ hạ sát Nasrallah là công lý cho hàng trăm người Mỹ mà ông cáo buộc Hezbollah đã giết hại. Phản ứng của Iran Mặc dù vụ hạ sát thủ lĩnh Nasrallah làm gia tăng lo ngại về phản ứng của Tehran, nhưng các chuyên gia cho biết hiện nay Iran phải đối mặt với lựa chọn hành động cân bằng giữa việc chống lại Israel và tránh chiến tranh lan rộng trong khu vực. Chuyên gia Rick nói, Iran có lẽ sẽ không lựa chọn leo thang toàn diện, ông nói thêm rằng họ có thể sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận thông thường là chiến đấu thông qua các lực lượng ủy nhiệm bao gồm các đồng minh ở Iraq và Yemen trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc đối đầu trực tiếp nào với Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra tuyên bố về vụ sát hại thủ lĩnh Nasrallah rằng điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm sự kháng cự. Ông Pezeshkian cũng cho biết Mỹ không thể phủ nhận sự liên quan của nước này trong vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah, vì Washington vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự cho Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu cách đây gần một năm. Lực lượng phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban đã phóng khoảng 65 quả đốc kết vào Israel vào đêm ngày 27 tháng 9, chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF triển khai một cuộc tấn công lớn vào thành trì của nhóm này tại Beirut, giết chết thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Theo IDF, ngay sau 10 giờ tối, một loạt 30 quả đốc kết đã được phóng vào Safed. Các quan chức địa phương cho biết ít nhất hai vụ trúng đốc kết đã gây ra thiệt hại đáng kể ở thành phố phía bắc này. Theo các cơ quan y tế, một người phụ nữ 68 tuổi đã bị thương nhẹ do một trong những vụ va chạm của đốc kết ở Safit. Các bác sĩ cho biết người phụ nữ này bị chấn thương do vụ nổ, đồng thời cho biết thêm rằng bà đang được sơ tán đến bệnh viện Zip trong thành phố. Một ngôi nhà ở Safit trực tiếp bị trúng đốc kết và bốc cháy. Trang Inet đưa tin không có ai tử vong trong vụ tấn công vì người dân đã sơ tán đến trung tâm đất nước. Các bức ảnh và video được đăng lên mạng xã hội cho thấy lính cứu hỏa tại hiện trường đang nỗ lực kiểm soát đám cháy. IDF cho biết một số quả đốc kết của Hezbollah đã bị hệ thống phòng không chặn lại. Dạng sáng ngày 28 tháng 9, một loạt cộng đồng gần biên giới phía bắc của Israel với Liban vang lên tiếng còi báo động, cảnh báo nghi ngờ một vụ xâm nhập của thiết bị bay không người lái. Cảnh báo đang vang lên ở thành phố và thị trấn, bao gồm Metzuba, Tos, Hanikra, Slomi, Leman, Ben Ami, Nahariya, Betzet, Gezer Hazib và Sa'a. Cùng ngày, IDF thông báo ghi nhận một quả tên lửa phóng từ Liban rơi xuống bờ Tây gần Jerusalem, gây ra hỏa hoạn mất điện, song không có thương vong. Cục Cứu hỏa và Cứu nạn cho biết họ đang nỗ lực dập tắt đám cháy gần tiền đồn Midpe Hazid. IDF cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công một số mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban tiếp tục sau cuộc tấn công lớn nhằm vào thủ lĩnh của Hezbollah. Các mục tiêu mới bao gồm bệ phóng hỏa tiễn nhắm vào Israel và các tòa nhà được sử dụng làm kho vũ khí. Chiến dịch mới của Israel được triển khai nhằm mục đích cho phép người dân miền Bắc Israel trở về nhà sau một năm sơ tán sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào miền Nam Israel. Phản ứng trước cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, Iraq, Liban, Syria, Yemen tuyên bố ba ngày quốc tang. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei vào ngày 28 tháng 9 cam kết sẽ trả thù cho vụ Israel giết chết thủ lĩnh Nasrallah trong một tuyên bố được đưa ra khi ông được chuyển đến một địa điểm an toàn bên trong đất nước trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường. Động thái bảo vệ người ra quyết định hàng đầu của Iran là động thái mới nhất cho thấy sự lo lắng của chính quyền Iran khi Israel tiến hành một loạt các cuộc tấn công tàn khốc vào Hezbollah. Tuyên bố sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, nói rằng Israel đã không rút ra bài học từ cuộc chiến tội ác kéo dài cả năm ở Gaza và không hiểu rằng việc sát hại hàng loạt phụ nữ trẻ em và dân thường sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc vững chắc của mặt trận kháng chiến và không thể làm suy yếu nó. Bây giờ, họ đang lặp lại chính sách tương tự ở Lebanon. Ông nói, hôm nay, với ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa, Libanon sẽ buộc kẻ thù tội lỗi, độc ác và đáng hổ thẹn, phải ăn năn. Ông khẳng định, tất cả các lực lượng kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ lực lượng này. Số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi lực lượng kháng chiến do Hezbollah cao cả lãnh đạo. Theo ông Khamenei, khi thực hiện hành động như vậy, giới lãnh đạo Israel đã thể hiện sự thiền cận của mình. Lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo nói thêm rằng IDF quá yếu để có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Hezbollah ở Lebanon. Ngày 28 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố giết chết Hassan Nasrallah, tổng thư ký phong trào Hezbollah của người Sy ở Lebanon trong một cuộc không kích vào trụ sở của tổ chức này ở Beirut. Cơ quan báo chí của Hezbollah sau đó xác nhận rằng Tổng thư ký phong trào Hezbollah ở Lebanon Hassan Nasrullah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. Tuyên bố cho biết Sayid Hassan Nasrullah, Tổng thư ký Hezbollah, đã gia nhập cùng các liệt sĩ mà ông đã lãnh đạo trong hơn 30 năm. Giữa những thông tin về cái chết của Tổng thư ký Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã được chuyển đến nơi an toàn với các biện pháp an ninh được tăng cường. Phong trào Hamas của Palestine đã ra tuyên bố tiếc thương ông Nasrallah và tuyên bố thành lập một mặt trận thống nhất với phong trào Hezbollah của Lebanon. Tuyên bố của Hamas cho biết chúng tôi, các thành viên của phong trào Hamas và đối mặt với tội ác và vụ thảm sát của Israel này phải đổi mới tình đoàn kết tuyệt đối và sát cánh cùng những người anh em của Hezbollah và lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Lebanon, những người cùng với người dân của chúng tôi và lực lượng kháng chiến để bảo vệ nhà thờ Hồi giáo al qasr cũng như các quyền hợp pháp của người dân chúng tôi và mong muốn tự do, độc lập và quyền tự quyết của họ. Hamas cho biết lịch sử đã chỉ ra rằng những người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại kẻ thù Do Thái được thay thế bằng một thế hệ lãnh đạo dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn để tiếp tục đối đầu với kẻ thù Do Thái cho đến khi nó bị đánh bại và bị loại khỏi vùng đất và khu vực của họ. Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đã ra lệnh tổ chức quốc tang trên toàn Iraq trong ba ngày để tưởng nhớ ông Nasrallah. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, lực lượng phòng vệ Israel IDF vào ngày 28 tháng 9 ra thông báo cho biết thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong vụ không kích của IDF vào tối hôm trước. Thông báo nêu rõ, sau khi nhận được thông tin tình báo chính xác từ IDF và cơ quan an ninh Israel, máy bay chiến đấu của IDF đã tiến hành một cuộc tấn công có mục tiêu vào trụ sở chính của Hezbollah nằm dưới lòng đất bên dưới một tòa nhà dân cư ở Dahie, tại Beirut. Ngoài Nasrallah, còn có Alikaki, tư lệnh mặt trận phía nam của Hezbollah và một số chỉ huy khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong vụ không kích. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết các cuộc không kích của Israel đã san phẳng 6 tòa nhà. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Các đài truyền hình Israel đưa tin cuộc tấn công có liên quan đến bom với tổng cộng là hàng chục tấn thuốc nổ. Ngoại trưởng Iran Abbas Adachi, cáo buộc Israel đã dùng vài quả bom xuyên phá hầm ngầm nặng 2,3 tấn do Mỹ chuyển giao để tấn công các khu dân cư ở Beirut. Ông không đề cập cụ thể tên loại bom, song một số chuyên gia nhận định quan chức Iran đang nói đến dòng GBU-72 được Mỹ phát triển từ năm 2021. Giới chức Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin liên quan đến quả bom. Israel vừa tiến hành hàng loạt cuộc không kích lớn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon, trong đó có trụ sở chỉ huy chính và các kho vũ khí của nhóm này tại thủ đô Beirut các vụ không kích diễn ra ngay sau khi nước này bỏ ngỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ, Pháp và tuyên bố sẽ tiếp tục làm suy yếu Hezbollah, bất chấp các lời kêu gọi hạ nhiệt tình hình. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, theo giờ Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích Kebola đã biến các thị trấn sôi động miền Bắc nước này thành những thị trấn ma với việc hơn 60.000 người dân đã phải di tản trong gần một năm qua do đó israel có quyền loại bỏ mối đe dọa này israel có mọi quyền để loại bỏ mối đe dọa từ hezbollah và đưa công dân của chúng tôi trở về nhà an toàn đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm chỉ trong tuần này quân đội israel đã phá hủy phần lớn tên lửa của hezbollah vốn đã chế tạo băng nguồn tài trợ của iran trong ba thập kỷ chúng tôi đã tiêu diệt những chỉ huy cấp cao của nhóm này và cũng sẽ tiêu diệt những người thay thế họ chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu hezbollah cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình theo quân đội israel hôm qua họ đã tấn công phá hủy trung tâm chỉ huy chính của nhóm hezbollah tại thủ đô beirut truyền thông israel cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công dường như nhằm vào thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah tuy nhiên một số nguồn tin từ hezbollah cho biết thủ lĩnh nasrallah và các chỉ huy cấp cao của nhóm vẫn an toàn dạng sáng nay nhiều cuộc không kích đã được israel tiến hành trong suốt 5 giờ đồng hồ trong đó ba tòa nhà ở quận dahine ngoại ô thủ đô beirut đã phát nổ gây cháy lớn quân đội israel cho biết vụ tấn công diễn ra sau khi yêu cầu sơ tán người dân đã được đưa ra nhiều vũ khí của hezbollah được cất giấu dưới ba tòa nhà này bị phá hủy là nguyên nhân vụ nổ lớn đáp lại hezbollah cũng đã phóng hàng loạt tên lửa vào thành phố Safed ở israel giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế, trong đó đề xuất ngừng bắn 21 ngày nhằm tạo không gian đối thoại bị gạt sang một bên. Dẫu vậy, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vẫn khẳng định cuộc chiến ở Lebanon có thể dẫn đến leo thang hơn nữa. Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất ngừng bắn tạm thời, cho phép cung cấp, cứu trợ nhân đạo và mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán nghiêm túc vì một nền hòa bình lâu dài trên đường xanh, biên giới Israel-Libanon. Chúng ta cần lệnh ngừng bắn này ngay bây giờ. Chúng ta không thể để các cuộc đàm phán vô tận như chúng ta đã làm ở Gaza. Chúng ta phải tránh một cuộc chiến tranh khu vực bằng mọi giá. Gaza vẫn là tâm điểm bạo lực và Gaza là chìa khóa để chấm dứt nó. Hôm qua, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng các nước sau địa Ả Đập và Hồi giáo cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động để ngăn căng thẳng tại Trung Đông leo thang thành một cuộc chiến toàn diện. Ngoại trưởng Eman Safadi cho biết, nguy cơ khu vực rơi vào một cuộc chiến tranh thực sự đang gia tăng từng ngày. Hãy ngăn chặn mối nguy hiểm này trước khi quá muộn. Thế giới có các công cụ pháp lý, chính trị và hoạt động để có thể đánh bại nó. Hãy áp đặt lệnh trừng phạt, ngừng cung cấp vũ khí cho Israel và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Hãy bảo vệ khu vực và thế giới, bởi hậu quả của hành động Israel sẽ không chỉ dừng lại ở biên giới Trung Đông. Ngoại trưởng Na Uy và đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc dù khẳng định ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng cũng nhấn mạnh các quyền của người dân khu vực và số lượng người dân thương vong trong các chiến dịch quân sự của Israel là không thể chấp nhận được.